Mười phương Bồ Tát đến quán sát, đại sĩ thọ chức phóng quang chiếu, chư Phật giữa mày cũng phóng quang, chiếu khắp mọi nơi nhập vào đảnh. Bồ Tát từ mười phương đến xem lễ thọ chức quán đảnh nhiều như số cát sông Hằng. Lúc đó Bồ Tát thập địa thọ chức lại phóng đại quang minh, chiếu khắp các vị Bồ Tát đến dự lễ quán đảnh. Mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng từ giữa trọng mày phóng ra quang minh, chiếu khắp đại chúng Bồ Tát trong pháp hội, sau đó trở về nhập vào đảnh của Bồ Tát thập địa. Mười phương thế giới đều chấn động, tất cả địa ngục khổ tiêu diệt. Bấy giờ chư Phật trao trước cho như chuyển luân vương phòng thái tử. Khi thập địa Bồ Tát phóng quang và chư Phật phóng quang, thì mười phương thế giới đồng thời phát sinh hiện tượng chấn động. Hết thảy khổ của chúng sinh thọ dưới địa ngục cũng đồng thời tiêu diệt. Lúc đó mười phương ba đời chư Phật ban cho vị thập địa Bồ Tát này thọ Phật chức làm lễ quán đảnh, lễ long trọng giống như thái tử của vua chuyển luân thánh vương thọ chức quán đảnh. Nếu được chư Phật quán đảnh cho, Bồ Tát này gọi pháp vân địa, trí huệ tăng trưởng không bờ mé, khai ngộ tất cả các thế gian. Thập địa Bồ Tát được mười phương chư Phật làm lễ thọ chức quán đảnh cho ngài rồi, thì chánh thức được gọi là Bồ Tát pháp vân địa, là mười phương chư Phật chứng minh ngài đã chứng được quả vị thập địa. Lúc đó trí huệ của Bồ Tát tăng trưởng đến cảnh giới không có bờ mé, cũng hay giác ngộ hết thảy hữu tình trên thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều thọ được sự giáo hóa mà giác ngộ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp giới, thế giới, chúng sinh giới, hữu số, vô số và hư không, như vậy tất cả đều thông đạt. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là bình thường hay nói tam giới, pháp giới, thế giới, chúng sinh giới, ý nghĩ như nhau, cũng bao quát ở trong tam giới. Trên thế gian hữu số và vô số không thể tính đếm đo lường, cùng với tất cả trong hư không đủ thứ các pháp thể tướng ở trên đây, thập địa Bồ Tát ngài đều biết hết, đều thông đạt vô ngại. Tất cả hóa dụng đại oai lực, chư Phật gia trì trí vị tế, bí mật kiếp số đồng lỗ lông đều hay quan sát được như thật. Hết thảy thần thông giáo hóa của Bồ Tát pháp vân địa giáo hóa chúng sinh, dùng trí huệ phương tiện khéo léo hiện đại oai thần lực, đều do mười phương chư Phật gia trì mới hít đắc được. Như bí tàng vi tế trí, kiếp số vi tế trí, đường lỗ chân lông vi tế trí, vân vân, thập địa Bồ Tát đều biết như thật, quán sát như thật. Thọ sanh bỏ tục thành chánh đạo, truyền diệu pháp luân vào niết bàn, cho đến pháp tịch diệt giải thoát và chỗ chưa nói đều biết được. Phật tử cung trời đông xuất hạ sinh xuống nhân gian, thọ sinh vào cung vua, nhập thai trụ thai xuất thai, xa bỏ hoàng cung, xuất gia tu khổ hạnh, chứng đạo thành chánh giác, hàng ma truyền diệu pháp luân vào niết bàn, cho đến chứng được diệu pháp tịch diệt giải thoát, cùng với đủ thứ diệu pháp mà Phật đã nói, đang nói, sẽ nói, thập địa Bồ Tát đều biết được. Bồ Tát trụ pháp vân điện này đầy đủ niệm lực trì Phật pháp, ví như biển cả thọ dòng mưa, điện này thọ pháp cũng như thế. Khi Bồ Tát trụ tại pháp vân địa, vì ngài đã đầy đủ niệm lực và huệ lực tu trì Phật pháp của mười phương chư Phật đã thọ, giống như biển cả đồng thời tiếp nhận được rất nhiều nước mưa, trời dòng mưa xuống mà chẳng phát sinh hiện tượng tràn đầy. Lúc này trí huệ của thập địa Bồ Tát cũng đồng thời lãnh nạp thọ trì được đại pháp minh, đại pháp vũ của mười phương chư Phật. Mười phương vô lượng các chúng sinh đều được phân trì Phật pháp, nơi một vị Phật được nghe pháp hơn số trên đây nhiều vô lượng. Mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sinh đều đắc được tam muội phân trì, thọ trì pháp môn chư Phật nói. Bồ Tát ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật lắng nghe Phật pháp, cũng ở tại đạo tràng của chư Phật mười phương ba đời lắng nghe Phật pháp. Như nương vào nguyện lực thù thắng thuở xưa của Bồ Tát, thì ngài vẫn có thể nhậm vận tự tại hơn số trên đây vô lượng vô biên. Dùng trí nguyện oai thần lực xưa, một niệm khắp cùng mười phương cõi, dưới mưa cam lồ diệt phiền não, cho nên Phật nói pháp vân địa. Dùng đại nguyện lực thuở xưa Bồ Tát đã phát ra, tu được đại trí huệ, thành tựu sức đại oai thần, có thể ở trong một niệm đạt đến khắp cùng cõi nước chư Phật trong mười phương. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh hoằng dương chánh pháp, dưới mưa pháp cam lồ cho chúng sinh, hay vì chúng sinh tiêu diệt phiền não các khổ. Cho nên Phật nói thập địa Bồ Tát nên gọi là Bồ Tát pháp vân địa. Thần thông thị hiện khắp mười phương, hơn hẳn cảnh trời người thế gian, lại hơn số này vô lượng ức, thế trí suy ngẫm sẽ mê hoặc.
Thần thông diệu dụng của thập địa Bồ Tát tùy tâm thị hiện khắp cùng mười phương thế giới, hơn hẳn cảnh giới nhân gian và trên trời, và còn gấp bội hơn số nói ở trên vô lượng ức. Nếu bạn dùng trí huệ thế gian để độ lượng ngài, thì bạn nhất định sẽ mê hoặc vĩnh viễn nghĩ không thông được. Một cất trần lượng trí công đức cho đến cửu địa không biết được, hà huống tất cả các chúng sinh cùng với thành văn bích trì Phật. Thập địa Bồ Tát động tay cất trần đều biểu hiện ra vô lượng trí huệ, thành tựu vô lượng công đức. Việc của ngài làm đều dụng ý sâu xa. Một số Bồ Tát cho đến cửu địa Bồ Tát đều không biết được mục đích và cảnh giới, hà huống tất cả chúng sinh phàm phu, cho dù các bậc thánh nhị thừa thành văn bích trì Phật cũng không biết được. Địa này Bồ Tát cúng dường Phật, mười phương cõi nước đều khắp cùng cũng cúng hiện tiền các thánh chúng đầy đủ trang nghiêm Phật công đức. Bồ Tát Pháp Vân Địa cúng dường Phật chẳng phải chỉ cúng dường một vị Phật, hai vị Phật, mà ngài cúng dường khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật. Cũng cúng dường Pháp, cũng cúng dường bậc thánh nhị thừa và các vị hiền thánh tăng hiện tiền. Công đức của ngài viên mãn đầy đủ, thành tựu trang nghiêm thân, trang nghiêm cõi nước như hết thảy công đức của Phật. Trụ điện này lại vì chúng nói ba đời pháp giới vô ngại trí, chúng sinh cõi nước cũng như thế, cho đến tất cả Phật công đức. Bồ Tát trụ tại Pháp Vân Địa lại vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vì đã tu chứng được bốn vô ngại trí, cho nên ngài đến pháp giới ba đời thuyết pháp tuyệt đối không có sự chướng ngại. Đi đến hết thảy mười phương cõi nước vì chúng sinh thuyết pháp cũng như thế, chẳng có bất cứ chướng ngại gì, cho đến có đủ trí huệ và công đức của chư Phật. Điện này trí quang minh Bồ Tát chỉ bày chúng sinh đường chánh pháp, quang trời tự tại trừ đời tối, quang này diệt tối cũng như thế. Bồ Tát Pháp Vân Địa trí huệ quang minh của ngài hay chỉ bày cho chúng sinh một con đường chánh đáng, con đường tu học hạnh của Phật. Thiên vương trời tự tại phóng quang có thể phá trừ đen tối thế gian. Thập địa Bồ Tát phóng quang minh trí huệ chẳng những chỉ phá trừ đen tối thế gian, mà còn diệt trừ vô minh đen tối trong tâm của chúng sinh hơn hẳn quang minh của thế gian. Trụ đây thường làm chủ ba cõi, khéo hay diễn nói pháp ba thừa, một niệm được vô lượng tam muội, thấy được chư Phật cũng như thế. Chứng được thập địa quả vị Pháp Vân Địa của Bồ Tát trong giai đoạn này, phần nhiều hóa thân đến ba cõi để hành Bồ Tát đạo, thường thực hiện thân thiên vương làm chủ ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thống lãnh ba cõi, trị pháp ba cõi. Ngài đối với ba cõi chúng sinh khéo hay diễn nói pháp ba thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, diệu pháp ba thừa là vì khế hợp với càn tánh chúng sinh. Ngài tu được vô lượng đủ thứ tạm muội, có thể trong khoảng một niệm không cần tác ý thì có thể đắc được tùy tâm thọ dụng nhậm vận tự tại. Ngài cũng có thể trong khoảng thời gian nháy mắt thấy được mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật nhiều như số hạt bụi. Địa này, nay tôi đã lược nói, nếu muốn rộng nói không hết được. Các địa như vậy trong Phật trí, như mười núi chúa cao vòi vọi. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, phẩm pháp môn Bồ Tát hạnh này, pháp môn thập địa, pháp vân địa, hiện tại tôi đã lược nói xong những cảnh giới, những điểm chính, tướng trạng và quá trình tu hành trong đó. Nếu muốn phân biệt nói rộng ra, thì e rằng hết thuở vị lai cũng nói không hết được. Như vậy, pháp môn thập địa, mỗi địa đều có chỗ đặc thù thâm áo ở trong biển trí của chư Phật, giống như mười núi chúa lớn cao vòi vọi đứng sừng sững ở trong biển lớn, nhất là địa thứ 10 này, Pháp Vân Địa Bồ Tát, ở trong biển cả Phật Pháp có sự thành tựu thù thắng, đứng sừng sững ở trong các địa, bất cứ một địa nào của Bồ Tát cũng không thể sánh bằng. Sơ địa nghề nghiệp không hết được, ví như núi tuyết tụ thuốc hay, nhị địa giới văn như núi hương, tam như tỷ đà sinh hoa đẹp. Sơ địa là hoàn hỷ địa, ở trong địa này phần nhiều học tập nghề thuốc nói không thể hết được, giống như tòa núi chúa lớn tụ tập đủ thứ thuốc hay hiếm có đều sinh sản ở trong núi này, hay chữa bách bệnh cho chúng sinh. Nhị địa Bồ Tát chủ yếu tu hành trì giới và đa văn Phật pháp, xả lìa các điều ác dơ bẩn, thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, giống như núi chúa hương sinh sản đủ thứ hương danh quý, cho nên gọi là ly cấu địa. Địa thứ ba như núi chúa Tỳ Đà hay sinh ra các thứ hoa đẹp thượng diệu. Vì tam địa Bồ Tát ở trong địa này phải viên mãn đầy đủ tất cả thiền định, thần thông, giải thoát tam muội và trì quán vân vân, cho nên gọi là phát quang địa.
Diệm Huệ đạo báu vô cùng tận, ví như núi tiền thiện nhân ở. Ngũ địa thần thông như núi Càn, lục như mã nhĩ đủ các quả. Địa thứ tư gọi là Diệm Huệ địa. Bồ Tát ở trong địa này thành tựu trí huệ trung đạo, nhiều như các thứ báu vô cùng vô tận, giống như núi Chúa thần tiên, có rất nhiều bậc tu hành ở trong đó như ngũ thông thần tiên, ngũ địa Bồ Tát thành tựu phương tiện thần thông trong ngoài sáng suốt đầy đủ nhất thiết trùng trí, giống như núi Chúa Càn Đà La, tất cả đại thần đều ở trong đó, cho nên gọi là Nan Thắng địa. Địa thứ sáu giống như núi Chúa Mã Nhĩ, đầy đủ tất cả các thứ quả đều sinh sản ra ở trong núi này, dùng núi này ví dụ Bồ Tát hiện tiền địa, từ hiện thể xuất các diệu dụng hóa đạo chúng sinh tu học Phật đạo mà chứng quả vị nhị thừa. Thất địa đại huệ như núi Ni, bát địa tự tại như Luân Vi, cửu như Kế Đô tập vô ngại, thập như Tu Di đủ các đức. Thất địa Bồ Tát thành tựu đủ thứ phương tiện trí huệ rộng lớn, không có vô ngại, hóa đạo chúng sinh khắp ban cho nhất thiết trí chứng được quả vị, giống như núi Ni, Dần Đà La, đại lực long thần đều ở trong đó, nên gọi là viễn hành địa. Bát địa, bất động địa Bồ Tát thành tựu trí vô công dụng, không nghĩ bàn, trang nghiêm thế gian, tâm được tự tại hay giáo hóa các chúng Bồ Tát bậc dưới. Vì núi Luân Vi, tiếng Tàu, tức là núi Chúa trước Yết La, có rất nhiều vị tiên tự tại ở trong đó, cho nên dùng núi này làm ví dụ. Cửu địa, thiện huệ địa Bồ Tát tích tập bốn vô ngại trí đại lực hành, hay khéo léo giáo hóa chúng sinh, giống như trong núi Chúa Kế Đô có đại oai đức Atula Vương. Thập địa và vân địa giống như núi Chúa Tu Di, đầy đủ tất cả đức hạnh, dùng Bồ Tát pháp vân địa này ví dụ đủ như lai lực, thành tựu vô úy được bất cộng pháp, hay vì chúng sinh dễ nói, hay thọ các công đức vấn đáp vô tận vô ngại. Sơ địa phát nguyện, nhị trì giới, tam địa công đức tứ truyền nhất, ngũ địa vi diệu lục thâm sâu, thất rộng huệ lớn bát trang nghiêm. Sơ địa hoàn hỷ địa dùng đại nguyện lực làm trọng tâm chủ yếu tu chứng. Địa thứ hai dùng giới hạnh thanh tịnh làm chủ, cho nên gọi là ly cấu địa. Địa thứ ba gọi là tích tập đủ thứ công đức thành tựu, do đó mà gọi là phát quang địa. Địa thứ tư trí tại truyền nhất, tu vượt qua thế gian đắc được đại tự tại, cho nên gọi là Diệm Huệ địa. Bồ Tát địa thứ năm đắc được như ý thần thông trí huệ tự tại vi diệu khéo léo nên gọi là Nan Thắng địa. Địa thứ sáu hiện tiền địa Bồ Tát có trí huệ thâm sâu. Địa thứ bảy Bồ Tát viễn hành địa, trí huệ rộng lớn không có bờ mé, tâm lượng bao quát hàng xa. Địa thứ tám bất động địa Bồ Tát dùng phước đức trang nghiêm ba đời. Cửu địa tư lượng nghĩa vì diệu hơn hẳn tất cả đạo thế gian. Thập địa thọ trì pháp chư Phật, biển hạnh như vậy không cạn hết. Đại lực trí hành của cửu địa Bồ Tát suy ngẫm tất cả nghĩa lý vi diệu, như thật quan sát tất cả thế gian, biết như thật tất cả chúng sinh tánh hạnh thế gian. Nghĩa lý vi diệu này hơn hẳn nhất thiết trí huệ thế gian, đạo lý tất cả người thế gian hành trì. Thập địa Bồ Tát hay thọ trì đại pháp vân, đại pháp vũ của mười phương chư Phật, hay vì chúng sinh dễ nói diệu pháp môn của chư Phật, giống như hạnh môn tu Bồ Tát đạo như biển cả, vĩnh viễn không bao giờ khô cạn, chẳng cách chi nói hết được. Mười hạnh hơn đời phát tâm trước, trì giới thứ hai, thiền thứ ba, hạnh tịnh thứ tư, thành tựu năm, duyên sanh thứ sáu, sầu suốt bảy. Pháp môn thập địa là học tu Bồ Tát hạnh, học hành Bồ Tát đạo, muốn chứng quả Phật thì phải tu học pháp môn vô thượng. Nó hơn hẳn tất cả các pháp thế gian, là diệu pháp duy nhất. Muốn ra khỏi thế gian được mười phương ba đời chư Phật nói, mười phương Bồ Tát phải tu. Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm tiến vào sơ địa, nghiêm cẩn thọ trì thanh tịnh giới hạnh là hạnh môn Bồ Tát địa thứ hai phải tu. Thiền định thuộc về địa thứ ba, chú trọng tu. Tu hành tất cả hạnh môn thanh tịnh là thuộc về địa thứ tư. Hay thành tựu đủ thứ, căn lành công đức, thần thông diệu dụng là địa thứ năm tu. Chứng được không sinh không diệt, biết rõ thật nghĩa duyên sinh là giai đoạn của địa thứ sáu. Địa thứ bảy có sự sâu suốt các địa dưới và phát tâm vị lai. Thứ tám đề tại trảm kim cang. Thứ chín quán sát chúng rừng rậm. Thứ mười quán đảnh tùy ý vua. Như vậy đức báo dần thanh tịnh. Địa thứ tám là bất động bổn tòa, mà khắp cùng mười phương như bảo châu mani ở trên tràng cao, ánh sáng chiếu sáng mười phương. Địa thứ 9 dùng diệu quan sát trí, quan sát tất cả chúng sinh ở trong biển khổ sinh tử.
vì vô minh phiền não trói buộc như rừng rậm. Địa thứ 10 thuộc về quán đảnh vị như Bảo Châu, Mani hay Tùy Ý Vua, mưa xuống các báu vật như tâm chúng sinh được tại tâm mãn nguyện. Thập Địa Bồ Tát đã thọ Phật trước liệt vào hàng chư Phật, hay vì chúng sinh rộng làm Phật sự, giống như công đức diệu báu thành tịnh, mỗi ngày càng thanh tịnh trong sáng hơn. Mười phương cõi nước nghiền làm bụi, có thể một niệm biết được số. Lồng đò hư không lường biết được, ước kiếp nói đây không hết được. Cõi nước chư Phật mười phương có thể nghiền nát thành bụi, có thể nói là hạt bụi nhiều vô lượng vô biên, nhưng có thể trong khoảng một niệm biết được số hạt bụi là bao nhiêu. Dùng một sợi lông để đo lường hư không, vẫn có thể biết được số sát thực bề ngang bao nhiêu, bề dọc bao nhiêu. Nhưng nếu hết kiếp thuở vị lai dễ nói pháp môn thập điện này, thì e rằng không thể nào hoàn toàn nói rõ ràng hết được.